Đây. Khu cấm địa. Giờ chúng ta sẽ tiến vào bên trong khu cấm địa. Ok. Đây mọi người, bậc thang này. Thấy rộng chưa? Đi không khéo là lọt. Lọt giếng. Wow. Ta đang đi vào khu cấm địa Trường Thiên nước độc. Quá ghê luôn. Wow, xê. Mọi người thấy chưa, xung khu cảnh xung quanh này. Dưới này. Đó, ở đây có những cái đồ vật trang trí này. Những cái gọi là gì? Di tích lịch sử. Đó, vòng cổ, vòng tay, lược đồ các kiểu. Đầy đủ hết. Như đây. Không chạm tay vào tủ kính nha. Phim đây cũng có luôn này. Rất là nhiều thứ luôn. Wow, see. Những đây là những kỷ vật còn sót lại, được lưu giữ lại thành trống đồng Long Sơn mọi người. Wow, see. Loại một chấn động luôn. Đây, một khi chúng ta thấy ở trên sách báo và trong sách lịch sử thì chúng ta đã thấy được ngoài đời thật trống đồng Long Sơn. Đây. Đây phiên bản loại 1 chất lượng nhất. Tối cổ nhất luôn. Quá ghê, quá ghê. Đây, chúng ta có những bức hình ở đây nữa. Đây, những chiếc gùi qua những thế kỷ đã phát triển và tiến lên như thế nào. À, mọi người thấy giờ đây là cái tu va này. Đây là cái tu va. Cái thổi tu va đây. Đó. Đây là cái trống vĩ đại này. Cái trống vĩ đại này. Quá ghê, quá ghê. Kinh chưa, kinh chưa. Nhìn vào. Không được trộn vào, không được đụng vào. Chấn động luôn. À, chúng ta phát hiện ra một cái gì đây. Voi ma mút. Cái nanh heo của heo rừng. Chấn động. Đây, 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 đây. Quá ghê. Cái nanh heo, hai cái nanh heo rừng. Hay là con gì mà ghê sợ luôn. Kinh. Ok, ok. Rồi, ta đã khám phá được rồi, chúng ta sẽ đi xuống đây.